Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc đến cái tên Corum Miss Golden Bridge Rep 113-10159, phiên bản thu nhỏ của biểu tượng San Francisco. Đối với các nhà chế tác đồng hồ thì cảm hứng sáng tạo có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Hình ảnh về một cỗ xe tăng cũng tạo ra một bộ sưu tập Cartier thanh huyền thoại, hay là một ô cửa sổ tàu ngầm cũng tạo ra dòng Patek Philippe Nautilus lừng danh, hay những hình ảnh về thiên nhiên, về con vật cũng tạo ra những phiên bản đồng hồ tuyệt vời. Và trong muôn vàn những mẫu đồng hồ biểu tượng của ngành công nghiệp cơ khí ấy, không thể không kể đến bộ sưu tập Corum Golden Bridge lấy cảm hứng từ cây cầu cổng vàng Golden Gate Bridge, biểu tượng nước Mỹ nối liền với thành phố San Francisco, từ mũi phía bắc của bán đảo San Francisco đến quận Marin. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1980, dòng Corum Golden Bridge đã trở thành biểu tượng của đồng hồ đương đại trong ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, cũng như trở thành niềm tự hào mãnh liệt của riêng thương hiệu. Mang đậm phong cách cổ điển, hòa quyện với vẻ đẹp đương đại, cây cầu vàng của Corum đã thể hiện được đỉnh cao ở nghệ thuật trong việc thiết kế cũng như là chế tác các bộ phận và chi tiết đồng hồ. Chúng ta có thể chứng thực điều đó qua mẫu đồng hồ nữ Corum Miss Golden Bridge ngay sau đây. Ví như một phiên bản thu nhỏ của cầu cổng vàng lừng lẫy, mẫu đồng hồ này xuất hiện trong diện mạo vô cùng kỳ lạ. Xuất hiện trước công chúng trong bộ vỏ dáng tenille, thuôn dài đầy nữ tính. Chiếc đồng hồ sở hữu lớp vỏ làm từ vàng trắng bóng bẩy, có kích thước nhỏ gọn, mang sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với mọi tín đồ đồng hồ. Pha trộn tinh tế giữa cảm quan đương đại và ý tưởng táo bạo, mẫu Corum này là chiếc đồng hồ chứa đựng một tầm nhìn vượt qua những quy chuẩn thông thường. Vẫn đi theo con đường thiết kế táo bạo và đầy mới lạ, Corum Miss Golden Bridge đã lần nữa khẳng định được dấu ấn của riêng mình khác biệt với phần còn lại. Trong một lồng kính chật hẹp với bốn phía lắp tinh thể sapphire trong suốt là cây cầu bằng vàng mang toàn bộ bộ máy, trong khi những bộ máy của thiết kế đồng hồ khác được dàn trải với hình tròn hay hình vuông. Không chỉ phô diễn vẻ đẹp đầy mê hoặc của từng bánh răng đều đang chuyển động nhịp nhàng dưới lớp kính sapphire chống phản quang, tuyệt tác này còn chinh phục trái tim của những vị khách khó tính nhất qua những đường nét hoa văn chạm khắc tinh xảo, uốn lượn trang nhã và tinh tế trên thân của cây cầu. Không theo một khuôn mẫu nhất định, mỗi họa tiết lại mang một cảm hứng riêng biệt đang dần hiện lên qua đôi bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân Kim Hoàn. Trên cây cầu mỏng manh có bề mặt sơn nhẹ là dòng chữ Corum đầy nổi bật, đồng điệu với những đường hoa văn uốn lượn mềm mại, bóng bẩy. Tô thêm màu sắc cho cây cầu hoàn mỹ là những chân kính và hệ thống bánh răng chuyển động nhịp nhàng, tăng thêm phần sinh động. Nhấn mạnh sự tinh xảo của kiệt tác đồng hồ này là núm vặn dây cót ở vị trí 6 giờ, khía rãnh, có gắn biểu tượng chìa khóa của thương hiệu. Tinh tế và đầy bí ẩn, thiết kế này nằm ẩn giữa cảng nối dây và dây đeo đồng hồ, tạo nên sự liên kết liền mạch, thống nhất cho toàn bộ cấu trúc sản phẩm. Hoàn thiện diện mạo hoàn mỹ của chiếc đồng hồ này là dây đeo tay bằng da màu đen thanh lịch được may thủ công nối liền với mặt số, có trang bị khóa cài làm từ vàng trắng khắc tên thương hiệu. Sự nhỏ gọn và mềm mại của dây đeo khi kết hợp với bộ khóa cài trang nhã đã đem lại những trải nghiệm thoải mái cho quý cô khi lên tay cũng như là dễ dàng đóng mở. Xét về tính năng, chiếc đồng hồ này có phần khiêm tốn hơn so với ngoại hình lộng lẫy của nó khi trên mặt đồng hồ chỉ hiện thị giờ và phút. Trái tim của tạo tác là bộ máy lên dây cót tay Caliber CO 113 chuyên năng lượng theo chiều ngang từ trục cót hướng 3 giờ sang bộ thoát trục ở hướng 9 giờ. Có cấu tạo gồm tổng cộng 19 chân kính, bộ máy này có dao động ổn định ở tần số 28.800 VPH với mức dự trữ năng lượng lên tới 40 giờ đồng hồ. Đó là những thông số ấn tượng của mẫu đồng hồ Corum Miss Golden Bridge dành cho phụ nữ trong video ngày hôm nay. Không biết là các quý cô của Gia Bảo Luxury cũng như là các anh em đam mê đồng hồ cảm thấy như thế nào? Hãy để lại comment của mình ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.